Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau. Cô Lan cắt tiết anh hùng, nhổ lông cô Ngọc, luộc trứng anh Sơn, mổ bụng cô Đào lột da anh Hải, rửa chim cô Lai, bóp mềm cô Thắm bằm như cô Tuyết xào giòn. Nhìn bảng, mọi người cười vỡ bụng. Chỉ vì thiếu các dấu phẩy,